Hello, teacher. Hi, teacher. Nice to see you. Hi, myself. This is my apartment. Where? Oh, Jasmine. Okay, you are staying in apartment? Yes. Okay, I'm staying in apartment too. So which floor are you on? The sixth floor. Second floor? Sixth floor. Sixth Six, floor. yes. Okay, Yeah. can you guys guess which floor I am? I live in an apartment too. Can you guess? Maybe 24. How do you know? I just guess. It is 24. I live on Wow. 24th floor. Okay, the 24th. Wow, I'm so lucky. Yeah, you're so good at guessing. Okay, nhưng mà khi mà chúng ta nói về số tầng thì mình phải dùng số thứ tự bạn ạ, chứ mình không thể nói là 24 được, mình phải nói là 24th hoặc là con số tầng 6 đúng không? Thì mình nói 6th floor. Okay. Okay, so today is Thursday. Tomorrow is Friday. Thank God it's Friday. Okay, so the weekend is coming up. And do you have something to tell the class? It's been like a couple of days since we've talked, right? Okay, so I will have some, still have some exercises today. So, but after that, I have some quite interesting things for us to do. Okay, so just hang in there. Promise you, there's a lot of quizzes and a games where you watch videos and then you answer the questions. Okay, so we will move on this maybe quite fast so we can all do that, right? Because we don't have Yes, time. yeah, Okay. we will do a fast. So I will mute you for a moment, okay? Có chuyện gì sao cái này nó không chờ cô tí nhá. Nó lại. Okay, so this is task 9. In the last lesson, we've all learned about how, okay, we learn how to make questions about how old or how expensive, how big or how difficult or how surprised. Okay, so I think you've all get this one, right? Okay, so in this exercise, you will have to write questions based on some words, some clues that they give you. Okay, so in this example, we have an adjective called funny and the word your best friend. Okay, so I will. Okay, Hoàng Giang. Me, please. Okay, so they give you an adjective and they give you your best friend. So, your best friend will be what part of speech in this sentence? Your best friend sẽ làm chức năng gì trong câu này nhỉ? Best Câu số 0 ấy không? Họ cho mình hai từ là tính từ funny và your best friend, thì funny là tính từ thì chúng ta biết rồi này. Thế còn your best friend thì sẽ đóng vai trò gì ở trong câu này? Nó sẽ làm cái gì? friend. Ừ, tất nhiên nó là danh từ rồi, nhưng mà trong một câu thì nó sẽ đóng chức năng gì nhỉ? Nó sẽ đóng vai trò gì? Cái này nó là chính. Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta chủ ngữ rồi. Và động từ của chúng ta phải là gì? Con từ chúng ta là Động từ là từ, động từ to be đúng không? is. Ok, is. Và khi mà chúng ta dùng động từ to be ghép với một chủ ngữ thì chúng ta phải xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều. Số ít thì mình dùng is, còn số nhiều thì dùng are đúng không? Ok, còn nếu mà chủ ngữ là ai thì mình sẽ dùng là gì ạ?
là I'm đúng không? Ok. Rồi. À, thế thì cô sẽ mời 6 bạn. Ồ, nhiều ấy. Ok. 6 bạn nhé. Còn phần trả lời thì lát nữa cô sẽ gọi đôi cho các con nói với nhau nhỉ. Ok các con. Cô sẽ ok vào trong chat, bạn nào có thể viết lên trên màn hình này thì và có thể làm bài thì nhắn cho cô. À ok Jenny, Jenny làm giúp cho con làm một câu một. Ok các con cứ nhắn tin vào trong này. Ok Jenny, you will do the first question. Ok just write your question. Ok Lê Ngọc Ánh. Number 2. Tina, number 3. Diệu Hiền, number 4. Ai có bảo dự án đâu? Cô gọi từ trên xuống dưới đấy. And ai đi làm cơ mà? Minh Chí, number 5. Cô bảo là khác rồi. Ok, chẳng lẽ là cả cả lớp là có 43 người làm cái chuyện hình trăng. Okay. Ok. Ờ, các con sao để cãi nhau gì đây? Tốn nhũng hoàng đó cô. Angry Panda câu 1 á. Cô để dành cho bạn Jenny bây giờ. Thì Angry Panda có làm được câu số 6 không? Làm. Cứ làm đi con ạ. Không sợ sai đâu. Rồi, ai viết đấy? Ngọc Anh. Ngọc Anh con viết bằng phần text đi, con viết thế này. Con viết thế này đi. Ok, đây con viết tổng kết. Rồi, cô biết là có rất nhiều bạn comment tiếp ở phía dưới nhưng mà cô chỉ có 6 câu thôi. Lát nữa cô sẽ gọi cho con nói đôi nhé. Chúng ta có thêm một vài bạn nữa cũng đang vào phòng nè. Hello teacher. Hello everyone. Hello guys. Em biết được nữa rồi cô. Ok. Thế là thế. Hello là... teacher. Hello. Okay, so we are doing task 9, which we have to write questions with how using the clues. Okay. So everyone, just look at your friend's answers and see if they are correct. Okay. Chữ to quá. Chữ to. Quá to. Okay, để con xem nào. How good are you at English? Do you think it's sử dụng text ấy. Anh con cứ vẫn có thể kiểu mình vọc cái phần annotate đi xem là có text không. Nếu mà có thì con có thể viết lại ra đây. Còn không thì hơi to nhưng cô vẫn nhìn thấy. Rồi. Chấm trước cho hôm nay. Ok, Jenny. Jenny, where are you? Are you writing? I see. Ok. So do you think number 2 is correct? Is Ngọc Anh correct? About this one? No, tắt mic đây. Number 3. How hot is the summer in your country? Is it correct? Number 4. How do you clean your hands? Không phải. Số 4 nhá. Mình đang bài này chúng ta đang học cách đặt câu hỏi với how. Có nghĩa là mình muốn hỏi về mức độ. Chẳng hạn như cậu cao bao nhiêu? Đấy, hoặc là cậu khỏe như thế nào? Hoặc là cậu giỏi tiếng Anh như thế nào? Chứ không phải là câu 4. Thật ra câu 4 có biết đúng. Nhưng mà nó chưa đúng với đề bài thôi. Câu này họ cho mình tính từ sạch và bàn tay đúng không? Thế mình đang muốn hỏi về mức độ sạch của cái bàn tay đấy. Thế mình sẽ hỏi như thế nào? Diệu Hiền viết lại giúp cô nhé. Còn how do you clean your hands? Thì con lại đang dùng clean này là động từ rồi. Có nghĩa là bạn rửa tay như thế nào đúng không? Bạn làm sạch tay của bạn như thế nào? Đấy là hỏi về cách thức. Còn đây là how, là hỏi mức độ cơ, có nghĩa là tay của bạn sạch như thế nào.
How long is your ring finger? Okay, Minh Chi, very good. Angry Panda, okay. Jenny, how how is tall your? Con cứ nhìn vào cái câu ví dụ ấy. How funny is your best friend? Thì câu của con cũng như thế. Chúng ta có một số thành phần sắp xếp y hệt như này. How này. Đầu tiên bắt đầu câu phải là how. Sau đó cộng với tính từ để mình muốn hỏi mức độ của cái tính từ đó. Cậu vui tính như thế nào đúng không? How funny. Mà bạn thân của bạn vui tính như thế nào? Ok, sau tiếp theo chúng ta có động từ to be và cuối cùng chúng ta có thành phần cuối là chủ ngữ. Thế thì con sửa, Jenny con sửa câu 1 như thế nào? Okay. Đang angry panda đang hơi rồi. Panda đâu rồi? Cô xem nào. How far is it from đúng không? Your house to your school. Okay, how far is it from your house to your school? Okay, very good. Jenny, con sửa câu của con xem có được không nha? Xem là mình sửa như nào nha. Rồi, cô thấy câu 2 là bạn Ngọc Ánh đã làm đúng rồi. Bây giờ cô cần hai bạn. Một bạn đọc nói câu hỏi, một bạn trả lời theo ý của bản thân nhé. Thế nào cũng được. Miễn là cho cô một câu trả lời. Okay, bạn nào nhỉ? Để cô xem bạn nào suốt từ nãy đánh vào trong okay, Nude Power and Đức An. Các con một bạn hỏi và trả lời rồi, một lúc sau khi mà đã trả lời xong rồi thì bạn còn lại hỏi lại và bạn kia cũng trả lời lại. Okay. Nude Power and Đức An. One will ask and one will answer and then we'll flip it. Okay. Number two. Câu 2. How good are you at English? How good are you at English? What power? Hello. Lúc nãy là Bùi Đức An nói đúng không con? Dạ vâng ạ. Ừ, bạn nút power không? Đâu rồi? Để cô xem bạn nút power đâu. Bật mic đi con ơi. Đâu rồi? Bạn đi học cô ạ. Lại học mic. Ok, cô gọi bạn khác. Cô gọi bạn là cháu ngoài đó hồ. Cô trả lời được cô không ạ? Trả lời bạn Đức An nhá. Đức An hỏi lại bạn đấy rồi. Chúng ta nói tiếp. How good are you at English? Con nói lại với cô. Lần thứ ba rồi. Normal. What? Normal? Like con biết trả lời như thế nào không? Đây con sử dụng very này. Quite. Hoặc là not very. Very là rất. Quite là khá. Còn not very là không quá. Quite. Con định sử dụng quite. Ừ, thế con nói cả câu đi. I'm quite good at English. Đúng rồi, giỏi. Ok, bây giờ con hỏi lại bạn Đức An. Vẫn câu số 2. Cũng how good are you at English? I think I quite good. Okay. If you want to say more, you can be more specific about your answer. Con có thể trả lời rõ hơn. Vì sao con lại nghĩ là con khá là giỏi, đúng không? I can talk in English, I can speak in English fluently. Chẳng hạn như thế. Con muốn nói thêm không? Nói, cứ nói đi. Nói, đừng nói lại hả cô? Ừ, được. Thế là nói chuyện nào? Đấy, vẫn là câu hỏi là cậu giỏi tiếng Anh như thế nào? Nhưng mà ngoài cái việc là chúng ta nói là tớ cũng khá là giỏi tiếng Anh đấy. Thì mình có thể là đưa thêm những thông tin. How good are you at English? Đức An à? Không, cô vẫn bảo con trả lời ấy. Con trả lời câu đấy rõ ràng là như I think I would say not too bad. Not bad? Okay. Yeah. Rồi. Thank you. Okay, thank you. Giờ cô sẽ chữa bài nha. How tall is you? Chủ ngữ you đi với to be là gì con ơi? How tall is he?
How tall are you? Well, how tall are you? Ok, khi mà mình nhận được câu hỏi như thế này, cậu cao bao nhiêu thì chúng ta phải đưa cho người ta cái chiều cao của mình đúng không? Ok, how tall are you nhá. Cô muốn hỏi bạn Emma và bạn Hồng Ngân. Emma và Hồng Ngân, các con có đây không? Ok, cô thấy Emma rồi. Hồng Ngân, con có đây không? Mở mic cho cô nhá. Bây giờ không có rồi. Bạn Jenny đi. Ok, cô hỏi lại bạn Jenny. Ok, bây giờ con hỏi bạn Emma. Ừ, con hỏi lại câu hỏi đấy để bạn Emma trả lời. Câu của con, câu 1 đấy hả cô? Ừ, đúng rồi con, câu 1 đấy. How tall are you? How tall are you? Are you? How tall are you? Câu trả lời đúng là how tall are you nhá. How tall are you? Yeah. Đây, đây là câu đáp án đúng rồi. Rồi, con hỏi lại bạn là Emma nhá. How tall are you? Okay, Emma answer. My height is 167 centimeters. Yeah. You are very tall. Okay. Thế con có thể nói là I'm quite tall. I'm 167 centimeters. Okay. Centimeter tall. Okay. Rồi, con hỏi lại bạn Jenny. Emma hỏi lại bạn Jenny. And how about you? How tall are you? Jenny? Jenny? Bạn hỏi con kìa. How tall are you? I... Nếu con không thể nói được chiều cao của con thì con nói là I'm very tall, I'm quite tall, I'm not very tall. Đấy, chọn một trong ba. I'm not very tall. I'm not very tall. Okay. Ôi mà em mà cao 1m6 à? Cao thế? Con thấy cao vậy? Cao hơn cô. Cô lùn quá. Cô lùn lắm con ơi, cô còn chưa được 1m6. I'm not very tall. Okay, number 3. Bạn nào nhỉ? Bạn nào trả lời cho cô? Cao Danh Lưu và ai nhỉ? Cao Danh Lưu, con có đấy không? Gọi lần lượt nhé. Vũ Thủy Dương. Câu nào cô? Câu số 3 con ơi. Vũ Thủy Dương 6A1 ý. Và Cao Danh Lưu. Dạ. Vũ Thủy Dương. Vũ Thủy Dương, con bật mic chưa? Chả biết bạn nào muốn nói nữa. Con hỏng. Ok, Huy Trường. Huy Trường nhá. Rồi, Huy Trường và Cao Danh Lưu hỏi nhau câu số 3 đúng không? Huy Trường, ok, được rồi. Rồi, cả hai bạn đều bật mic rồi. Các con có thể nói được rồi đấy. Con hơi lắc luôn. Con cứ nói đi, cô vẫn nghe thấy. Trường. Rồi, Huy Trường hỏi trước đi xem nào. Rồi bạn Lưu trả lời với cô nhé. Đâu rồi? How good are you? How good are you at English? Không, câu số 3 cô con ơi. Câu số 3 cô. How hot is the summer in the country? Lưu, Danh Lưu. Chả thấy. Cô gọi bạn Hoàng Giang vậy. Hoàng Giang trả lời giúp cô câu đấy vậy. How hot is the summer in your country? Oh, it's very hot. Okay. Giang hỏi giúp cô câu số 4. Hỏi bạn Huy Trường giúp cô.
how clean your hands? How clean are your hands? Câu này chưa đúng không? Thiếu to be đúng không? How clean are your hands? Are your hands. Huy trưởng, bạn con kìa. Nhà em hơi ổn quá. Cứ nói đi, cô vẫn nghe được. Con cứ nói, con cứ trả lời. Câu số 4. How clean are your hands? Đâu rồi? Tắt mic rồi ạ. Chỉ cần trả lời thôi mà. My summer is not very hot. Ok, rồi. Ok, câu số 6 là nốt câu cuối cùng thôi. Câu số 6 đi. Xem nào. Chắc ở cô. Nhìn thấy bạn nào. Ok, sunflower. Sunflower và Diệu Hiền. Sunflower và Diệu Hiền hỏi giúp cô số 6. Ai hỏi trước cô? Thì cũng được à. Miễn là con bật mic hết lên. Ok. Rồi, Diệu Hiền hỏi bạn ấy trước vậy. Dạ. Far is it from your house to school? Ai mà nói nhỉ? Diệu Hiền đúng không? Rồi. Ok, bạn Sunflower đâu? Sunflower. Ok, con bật mic rồi đấy. Con chỉ cần nói thôi. Khi mà nhận được câu hỏi là từ nhà đến trường sao xa? It's very long to my house to go to my school. Rồi, cô hiểu câu trả lời của con. Nhưng mình có thể nói là it is a long way from my house to school. Đấy, rồi, đây là cái câu đúng của cái câu con. Thì nó cũng vậy. Sai chính tả. Ai viết sai chính tả? Cô lúc đấy đi. Cô. Bạn nào có viết lên trên này? Ok. Rồi. It is a long way from my house to my school. Yep. Bạn nào có viết lên trên bảng ấy nhở? Thôi, cô không biết. Thiên Hương lên. Thiên Hương gì đó nè cô. Bạn ấy để. Vậy cô cũng chịu. Ok. Rồi, cô disable các con rồi. Bây giờ rồi. Cho làm một bài này trước tiên. 8 giờ 23 cô. Ôi, chơi quiz cô. Mới có 8 giờ 23. Mới có 8 giờ 23 hơi sớm nhỉ. Nhưng mà thôi, kiểu cô sẽ xen kẽ vậy. Chứ nếu mà để cuối giờ mà chơi thì nó cũng hơi... Để cuối giờ. Để lúc kịt cô. Nhiền. Gì cô, xong cuối giờ chơi có kịt. Từ từ để cô nghĩ xem nào. Cô lúc kia cô. Cô cuối giờ lại chơi bóc kít cô. Cô nãy con trả lời cuối con giờ nói. Thì chắc chắn là có block kít rồi. Yeah. Bây giờ chơi cái gì cô? Cái gì? Gì cô? Nãy con là I am don't know. Con làm con trả lời hơn. Rồi chờ tí, chờ tí. Nè, chơi bài này đi. Cái này nó mấy con chỉ đợi đi cô ơi. Be quiet please. Cô có feeling đi cô. Cô nghĩ thế nào? Nhiều bài quá thì cô cũng chưa biết chọn nào. Ok, chắc là chơi này đi. Nó không hẳn là quiz nhưng mà hoặc được nó là presentation. Ok. Ôn lại một chút về các tính từ. Chờ tí cô copy link. Bạn nào vào được luôn thì vẫn cứ vào bằng điện thoại nhé. Ok. Con đang dùng máy tính cô. Ừ, máy tính thì có link ở trong chat kìa. Thiên Hương Lê là bạn nào? Đây là bạn nào nếu như mà con... Đây là cô. Của luật lệ ở trong lớp thì cô sẽ phải mời con ra khỏi lớp thôi.
nhá, là con đánh vào đâu đây thì cô cũng không biết là ai, nên là cô sẽ xin phép con là cô sẽ remove con khỏi phòng. Ok, đấy là cô. Ok rồi, ai mà viết linh tinh lên trên bảng rồi nhắn những cái thứ nó không hay vào trong chat thì cô sẽ mời bạn đi ra thôi. Đây cô mời bạn Thiên. Màn hình crazy nó đen xì với cô. Yeah. Màn hình của cô hay màn hình của các con? Màn hình của các con là đen thì đúng rồi, bởi vì là cô chưa present, chưa trình chiếu. Cô ơi, okay. Có người chế có chế cô giấu quá. Hả? Sao mà phim là định là cô hướng chiếu xấu. Rồi, cái đấy cô cũng quen rồi con ạ. Các bạn nói rằng Việt Nam không quen với cô. Tập miền Nam hử? Miền Nam, miền Trung. Tôi không quen cô. Rồi. Chắc cô mua cái vòng đẹp á, đeo nó suốt ngày. Đấy đẹp không? Đã đẹp quá. Đâu cô còn chưa thấy. Có 33 bạn trong nhóm chúng ta rồi. Trời ơi. Đợi 40 bạn đi cùng. Bạn nào tên là cô Hương siêu kỳ vậy? Không biết lâu. Không có biết lâu. Cô Hương siêu xấu. Ok. Rồi, ai tốt quá hà. Cô Hương kỳ và cô Hương xấu mà vẫn vào chơi quiz của cô là sao? Hình như có hai bạn nghi đặt tên là cô Hương xấu. Không biết là hết. Và what is a question mark? Vào đi cô. Vào hả? Vào chưa? Bà bạn. Ok. Em nhá, đợi lâu hả? Em chưa vào. À, thôi các con không nhắn tin vào trong này nữa, bởi vì là cô điền cái link nó ở tít trên cơ mà. Rồi các con có thể vào tiếp. Ok. Nha, tính từ là cái gì? Tính từ là những cái từ đặc điểm. Tả, chỉ đặc điểm. Miêu tả một người, một vật hoặc là một sự việc nào đó. Đúng rồi. Cho con chơi cái này chơi nhỉ? À cho một lần rồi mà hôm đấy muộn rồi. Chưa chơi được. Đợi mấy cái này submit lâu quá. Nếu mà cô thấy các con đã làm hết rồi thì cô sẽ next luôn. Đợi mấy cái này submit lâu lắm cô. Cô ơi cô, cái này phải chờ người khác làm bài cô. Tùy. Hoàng Giang không trả lời à con? Đợi cô hỏi. Rồi ok đúng không? Ok, cô sẽ nhanh và cô sẽ next luôn. Oh no. Đợi một người lâu quá. Câu này có 60 giây nhưng cô chỉ cho làm 30 giây thôi. Hoặc là nếu mà cô thấy các con đã làm hết rồi thì cô sẽ end nó luôn nhá. Đợi một người lâu quá. Ôi, cô disable chán đấy cô. Ừ, 30 giây. Còn 10 giây nữa thì cô sẽ disable. Để ok, 3, 2, 1, and next use an adjective for the underlined word. She was mad that she could not buy the dress. Next slide.
very. What is it? Cái câu khó thì nó cho ra ít thời gian nhá. Nó chơi nhanh lắm cô. Đấy, ta còn cái kêu chơi lâu. Chơi nhanh lắm. Có lúc phải rất cần thời gian. Cô làm đúng cô ơi. Giỏi quá. Ôi, nó còn giỏi đang quá. Đang được thời gian để dùng một nhanh nhất cô. Càng ngày càng nhanh. Câu khó. Hình như càng về sau nó càng nhanh nhất cô. Rồi, I'm going to... Phải tăng dần độ khó chứ. A cheetah can run dot 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 than a tiger. Okay. Cố lên, cố lên. Con chưa kịp nghĩ là nó gần hết thời gian rồi. Mình chọn mà. Có phải điền đâu. Để là lâu lắm. Tiếp luôn. The weather is very cold today. Identify the adjective in the sentence. Hoàng Giang để tóc đẹp nhỉ? Bên tai cũng đẹp. Cô đang nhìn vào con này. Nhìn rất kiểu dịu dàng, nữ tính. Rồi, next luôn. Thôi, không có thời gian. Có next luôn. Malik is a... He makes friends with everybody. You are on fire, là sao cô? Malik, you are on fire. À, có nghĩa là bạn đang làm rất là tốt. It's very good. Rất là tốt. Ôi, thời gian lâu quá. Five, four, three, two, one. Các bạn khác đâu nhỉ? Các bạn khác đâu không làm nhỉ? Next slide luôn, next slide. Con còn bé. Con đang đứng thứ 6 cơ. Everyone enjoyed the interesting or boring room. Interesting. That was cool. Interesting. Next. Làm gió nhanh mà sao cô lại bị đẩy xuống thứ 8 vậy? Nhìn như kiểu Batmobile, nhìn như kiểu Batmobile ấy nhỉ? Nhìn như kiểu xe của Batman nhỉ? Cô, con bị đẩy xuống không? Con bị đẩy xuống à? Vâng. Batmobile. Ok, fast hay là fastly đây? Khó không? It's very fast. Easy. Fast. Fastly. Ô, đừng có nói cô. Lại là lâu quá cô. Rồi, next. And. Next slide. Ê, nó sai rồi cô. Cô leaderboard thì đang thấy China đứng đầu này. Ngọc Anh đứng số 2. Con đang bị đẩy xuống cô. Chờ con lên rồi. Cô ơi, đang đứng đây, cháu đứng đây. Đẩy xuống rồi. Con vừa bị đẩy xuống, con lên rồi cô ạ. À. Con lên thứ 10 cô. Cháu đang thứ 2 đang. Rồi xuống tập 14 rồi. Ok. 1. Next. Ừ, đúng rồi. Ai người miền Trung vậy? Ai người miền Trung gì? Trả lời đi. Chỉ của số 1, số 2 cũng không quá là bị đổi. Cô tự dưng con bị đẩy xuống số 14 rồi cô ơi. Tự nhiên là my score. Con đang đứng số 8. Con lên số 8 rồi cô. Rồi, yên lặng để các bạn khác làm. Yên lặng để các bạn khác cũng làm nhá. Bất công là người tung nè. Thật là bất công. I don't know how she...
the room is? Chà, đúng rồi, sao tự dưng lại bị đẩy xuống số 14 nhỉ? He has long. Long. Rồi, tự làm thôi. Có thế là cuối cùng nó vẫn chỉ được. Cô nách nách. Rapunzel, mái tóc siêu dài như cô. Có thể có 33 bạn. Đây. Có 33 bạn làm không ạ? Rapunzel. Giờ xuống 31. Mái tóc siêu dài. Còn có vài giây nữa thôi, đợi một chút. I am 3, 2, 1. Thế giờ. Nè. Ta đang đi gần đến những cái slide cuối cùng rồi. Yeah. The band played a sad song at the end. Sad đúng không cô? Sad. Lên số 12 rồi. Làm đi. Cô có sợ bị đẩy xuống. Làm giờ. Emma này, Trường này, Minh Ngọc này. Ô, tụt tích quá rồi. Sao có mấy xong. Người còn lại chưa làm good xong. Good power. Thế rồi. Yeah. Rồi, đây là slide gần cuối. We could not finish the test on time because the questions were too difficult. Con số lại top 14. Difficult, difficult. Ôi, là bị giảm xuống 1 nấc. Alan top 6 rồi. Đúng xui. Con bị giảm đẩy xuống top 13 hả cô ạ? Ôi dồi, top 13 cơ. Top 13 lận. Em bị đẩy xuống top 18 rồi. Lúc nào con 12 thì em bị đẩy xuống 13 cơ. Okay, oh, so yeah. This oh, is the last the last question, okay? Câu này dễ không ai làm được. Bấm nhận thề. It's easy now. Ờ, xuống tập 9 là sao trời? Can... Music can... Thứ người số hạ không? Tức kìa. Cô em đi cô. Có 5 giây thôi, có 5 giây thôi, end gì? End 3, 27 á? Sao bạn khác đâu? Con làm end. Cô end luôn cho nhanh cô ạ. Còn mất kiên nhẫn cô. Rồi, mình xem leaderboard này này. Ok, in the first place we have Tina. And in the second place. Rồi, đâu rồi, từ từ, chờ nhá. Ôi dồi, ai chọn musician? 10 bạn chọn musician á? Người ta hỏi câu này là gì? Là slow chứ à? Nó đang hỏi tính từ. Adjective. Adjective mà. Người đang hỏi tính từ thì đi chọn musical. Rồi ơi, rồi. Chúng ta end nhá. Xem report như nào này. Con đứng thứ 13. Bạn nào đang con thì đứng thứ 13 là con vào mạng. Rồi rồi, đây nào. Okay. Now, in the first place, Ngọc Ánh in the second place. Tất cả các bạn đứng ở top 17 đều trả lời đúng hết 15 câu. Nhưng mà chúng ta bị cách biệt là bởi sự nhanh hay là không nhanh thôi. Tăng top chân. Các bạn sau thì có bạn làm sai, có bạn hình như là còn chưa làm đúng không? Minh Chí này, Hoàng Giang. Hoàng Giang bị phí mất một câu đầu tiên, cô thấy con không làm ý. Cô Hương xấu. Cô Hương xấu đúng rồi. Thì đứng số bao nhiêu đây? Không phải. Đây nó không... Để đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, top 6. Top 6 là các bạn đúng được 15 câu. Từ top 7 trở đi là bạn Minh Chí này cho đến dưới thì là bị sai hoặc. Thế không bạn đúng 14 câu thì sao cô? Ủa, con có làm câu cuối mà ta. Con là ai đấy? Jasmine à? Jasmine con ở đâu vậy? Cô Hương siêu kỳ đặt tên như thế. Con có làm con cuối cao mà đâu. Rồi. Rồi, ok. Đấy nhá. Ủa. Từ. Khi mà mình làm bài thì mình phải nhận biết là đâu là tính từ. Ok, bây giờ nốt cái bài này thôi. Sau đấy cô cho tiếp làm tiếp. Blocky. Con có làm bài câu thì... cuối nhưng mà nó không nhận cô. Thế á? Vâng. Thế chị rồi. Bây giờ họ cho mình các tính từ,
họ bắt mình là đặt tính từ vào cái chỗ nào đó ở trong câu sao cho phù hợp, đúng không? Rồi, cô cần một bạn đầu tiên, Angry Panda, đọc giúp cô cái đoạn, my favorite này. Đấy, đọc giúp cô cái đoạn đấy. My favorite thing is my guitar. It was my mother's when she was a young girl. It's about 20 years old. It's quite big. It's made of light brown wood. I think it's very beautiful. Đây là không phải là mút đâu mà nó là wood. Trời ơi, biết sai. Cô tốt lành che rồi cô. Không, đây. Cô sửa. Light brown wood. I think it's very beautiful. Ok. Rồi, chúng ta có những tính từ nào trong này nhỉ? Jenny? Young. Đây, những cái từ này. Con đọc lên cho cô. Có những tính từ nào trong ngắn này? Young. Young, big. Young này. Big, brown. Beautiful. Có cả favorite nữa đúng không? Ok. Giờ chúng ta nhìn xem là vị trí của những tính từ này là như thế nào so với các cái từ còn lại. Cái từ xung quanh nó. Tính từ dễ đứng ở đâu trong câu nhỉ? Trong một cụm. Giữa, giữa cái gì với cái gì? Giữa... Nếu như trong câu này, favorite thing đi. My favorite thing, guitar. Chủ ngữ và vị ngữ. Ok, my favorite thing. Đây là chủ ngữ của chúng ta. Chủ ngữ và danh từ của... Thế favorite đứng ở đâu? Đứng ở giữa. Đứng ở... Từ sẽ đứng ở ngay trước một cái danh từ. Ok. Nó con cứ nghĩ là tiếng Anh nó ngược với tiếng Việt ý. Nếu mà mình bảo là đồ vật tôi thì đồ vật đứng trước còn yêu thích đứng sau đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh nó lại ngược lại, nó lại thành yêu thích đồ vật cơ. Nó là favorite thing cơ. Đấy. Chẳng hạn như là ví dụ tiếp theo là a young girl cũng thế. Một cô gái trẻ đúng không? Young phải đứng trước girl chứ không phải là girl young như tiếng Việt được, cô gái trẻ được. Kiểu học không tốt tiếng Anh kiểu sẽ nghĩ young girl là trẻ gái. Trẻ gái. Ok, và trong cái câu chẳng hạn là it is big, it is beautiful. Ok, thì nó sẽ đứng sau. Đứng sau gì? Đứng sau to be nhá. Ok, it is cộng với tính từ. Rồi, xong. Đấy là về lý thuyết thì tạm như vậy. Bây giờ chúng ta vào bài nó sẽ hiểu hơn. Đây, cô ấy cần 5 bạn. Cô ấy cần 5 bạn. Đánh vào trong chat giúp cô xem bạn nào có thể viết được nào. Ok. Rồi các bạn khác thì sao? Cô toàn thấy những gương mặt thân quen thôi. Ok, lần này thì cô sẽ đây Mai này. Chờ nhá. Đánh một lần cô sẽ biết. Ok. Lê Hà Duy Thái. Bạn Duy Thái làm giúp cô câu 1. Bạn Mai làm giúp cô câu 2. Phan Nguyễn Ánh Ngọc của con. Ánh Ngọc làm giúp cô câu số 3. Câu số 4. Nguyễn Linh Chi, con có làm được không? Con viết chữ Mai. Yes, con lại viết Mind. Ok, con viết chữ Mi. Mai này là như kiểu là trí óc ấy. Mind. Ok, bạn nào nữa nào? Cô cần những gương mặt khác. Ok, Đức An cũng ấy chưa được biết đúng không? Cho con biết. Rồi, ngoài ra thì không thấy bạn nào lạ ở đây nữa. Có ai có thể đánh vào đây bởi vì là cô vẫn chưa cho quyền. Cái này là quyền linh mà đúng không? Quyền. Rồi, đấy, con biết được rồi đấy. Nhớ là cô gọi ai thì bạn đi viết thôi chứ mình bạn nào ấy thì không biết lên linh tinh lên đây nhá. Cô là nghĩa. Cái này bổ sung vào đúng cô hay là viết đúng rồi con. Con sẽ đưa những cái tính từ họ cho vào một cái vị trí nào đó trong câu. Đúng không? Và vị trí đấy phải đúng. Và... À. Một người đâu? Làm thế nào của để tính cho từ nó nhỏ lại được không ạ cô? Con có chỗ gì nhỉ? Phông ấy. Có
cái phần là format, xong rồi mình chọn phông, rồi chọn con số. Cô nghĩ là số 18, phông chữ số 18 là vừa, là hợp lý nhất. Rồi. Thấy rồi, format, đúng không? Đúng rồi, format, xong rồi chọn số. Rồi. Có chữ ấy. Một. Đúng rồi, một. Anh Ngọc làm đúng rồi. This is fantastic music. Okay. I like my green coat. My new green coat. Very good. Đức An, I've got a very nice mobile phone. Very good. Very good. Okay. Là niềm vui. Bạn nào nói nhỉ? Bố bạn nào nói đúng hơn. Cô tắt microphone. Đấy, cô tắt rồi đấy. It is a big old house. Ok, Linh Chi. Còn con nè. Expensive, mình sẽ điền vào đâu. Linh Chi, con đã biết cách viết chưa? Dạ, con rồi. Con thì rất là giỏi về công nghệ. Ok rồi, mọi người đang đợi con đấy. Con viết nhanh một chút nha để chúng ta vào một bài quiz khác. 8:46 rồi. Nhanh phết. Hôm nay mấy giờ chúng ta sẽ kết thúc buổi học đây? Các con block kết thúc buổi học. Được rồi, sẽ có. Cô đã bảo tâm linh. Là 9:09 rồi sao? Lại đặt deadline 9:09 à? Linh Chi có biết sắp chưa? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Tâm linh không đùa được đâu. Nhưng mà sao hôm trước cô bảo chuyện tâm linh không đùa được đâu? 9:09 là tan. Sao hôm trước rồi? Hôm đấy là cô. Hôm đấy cô hơi bị cô đấm ăn xôi. Cô lại nghĩ là chắc là mình vẫn còn thời gian để làm thêm một cái cuối cùng ngồi học đến 9:20. Đâu, 9:12 mới sao tan đi cô. Hôm trước á? Đâu, cô nhớ là quá. Cô không nhớ rồi. À đây rồi. There are some expensive rings here. Đúng chưa? Đúng rồi, đúng không con? Đúng hết rồi đúng không? Rồi. Nghe được không? Đúng hết rồi cô. Đúng hết rồi. Thay trời chứ. Bài bài tiếp theo là bài về bài tập về nhà. Thôi để buổi để lát nữa đi, cuối giờ đi. Yeah. Cái bài này. Thế nào? Từ từ nha, để cô nghĩ xem chúng ta sẽ chơi cái gì. Cô chuẩn bị cái bài này rồi. Bài để cuối giờ nhá. Chơi bookie nhá. Bookie thì cô. Bookie thì mình chơi về cái gì bây giờ nhỉ? Bạn chơi về tính từ à? Cô sẽ chọn cái nào mà nó có nhiều câu hỏi nhất để con có thể chơi. Ít ra nó cũng được lâu một chút nhá. Có bài tận 33 câu. Bookie nó chơi theo kiểu thời gian đúng không? Nó chơi theo kiểu thời gian cho nên là cần nhiều câu hỏi. Có cả chứng thật cơ. Rất nhiều chiến thuật chơi, con thử chơi rồi. Cái bản hôm trước nó che hết màn hình không thể chơi nổi. Không phải bài này. Rồi, cô nghĩ là bài này sẽ vui đây. Ôi, xong chưa? Chưa, đây, xong rồi. Con mất kinh nhé. Ok, Blue Crush. Đây là trò gì vậy? Đúng rồi, đấy đúng rồi cô. Đúng rồi đây cô. Chơi fishing nha, cái gì? Chơi fishing á? À không, hôm trước chơi fish rồi thì hôm nay chơi chưa? Hôm nay chơi 5 phút. Cái gì mà khá khá đó cô ạ? 5 phút đó cô. Câu cá đi cô, câu cá đi cô. Không, câu cá chết hết màn hình. Câu cá không quá chơi rồi. À tụi đừng cô, đừng câu cá cô. Chơi mình đã cô chơi được 3 lần Blue Kids rồi, là Go Quest, Go Quest và Fishing Frenzy. Bây giờ đến theo như là chúng ta đã nói ban đầu là chúng ta sẽ chơi tiếp về tiếp. Ôi, nếu mà chơi hết rồi thì cô đừng chơi nhá. Copy đi link đi. Cô đừng có chơi con cá, cái câu cá nữa. Nó chết hết màn hình ấy cô. Go Quest. Ta đi cô, mình lên cô. Bài đó chơi rồi mà cô. Look Rush chơi rồi mà cô. Ôi. Giờ đến một đúng một chứ cô. Cô chưa chơi bao giờ. Ok. Đã có link. Cô cũng vào cùng.
muốn thử xem là các trò này nó chơi kiểu gì. Vui lắm quá. Con đang vô cô. Nó hơi lắc lắc xíu, cô đợi. Con vào, con vào đấy cô. Lâu quay. Cô đợi để mấy bạn đây ạ? Càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì càng tốt thôi. Đây đợi đến 40 nhé cô. Cô sợ là không được 40 chứ, bởi vì lúc đấy mình chơi quiz có bậc của 30 mấy bạn chứ. Trong lớp của 50. 2, 1, 1, 9, 50. Hứa, lại cái thêm rồi chứ, cô Hương xấu rồi cô. Cô Hương xấu rồi, cô Hương kỳ lắm. Cô Hương kỳ lắm. Cô Hương đâu có kỳ đâu. Cô xinh lắm. Cảm ơn con. Cảm ơn các bạn đã xem. Cô Hương siêu siêu siêu. Cô chơi 30 chơi đạp số của. Thôi để con nghỉ đi. Cô Hương 6 với cô Hương. Tuyệt đối hơn nhau. Cô Hương bị phụ. Cô Hương bị các bạn phụ rồi. Angry Bird. Vào đi cô ơi. Cô Hương bị các bạn trong lớp ngũ phũ phàng. 2, 1, 1, 9, 50. Trời đất ơi. Đây là cái đã. Con vừa ngồi ăn kem vừa lắng nghe. Rồi 30 bạn à? 30 bạn tính học cô. Cô Hương có trong này cả lớp phũ. Bắt đầu nhá. Có bạn nào mà không vào đâu không vậy? Có vấn đề gì không các con? Con bảo 40 bạn thì hãy chơi mà cô. Tình hình này là không bắt đầu đi cô. Bắt đầu nhá. Ừ. Dạ. Để lấy lại cái link vào đây. Ok. Vào lại. Ơ, cái gì đây? Go and get together to work with your team. Ôi. Ơ, sao cô cho nhóm mà cô? Đâu cô để nhóm đâu? Team à? À đúng rồi, con nhớ rồi. Cái lúc mà cô đang nhập vào cô bấm vào cái chữ nhóm của cô để nhóm không? Cô muốn chơi team không? Các con hay có, là cô lại luôn không? Không phải đâu cô, không phải đâu. Cô xa đi cô. Qua đi cô. Cô vào nhóm của một số bạn rồi đấy. Cô cũng có một trong nhóm. Cô chơi team đâu cô? Cô lại tính giúp các bạn nhỉ cô? Cô không chơi với cô đâu. Không, cô vào cô xem thôi. Nhưng mà cô vẫn sẽ chơi. Đúng hay không thì cô sẽ tính sau. Cô giữ theo nhỏ các bạn là luôn đấy. Nếu mà ai... Ôi, cô không chơi nha cô. Cô không chơi á, cô không chơi thì cô nhá. Tội cho các bạn ý. Nhạc nhưng mà chơi cô chơi ăn bẩn á. Wakanda forever. Cái này là tên con tự đặt. Nếu mà ai mà có tội trong đó thì là cũng hay. Choose an action, defend hay là attack? Wow. Con là một con mèo, thế nên không có ai cùng nhóm con đâu. Trời này. Cô vào mất rồi, thế này thì là con không vào được nữa. Có hay dễ không? Con không biết. I don't know what is thing. Because I am in the waiting room. Ô cô, cô cho con bấm vào yellow, đáp án bấm vào yellow mà cô cho sai nhỉ? Thế á? Đã check nhá.
con bấm đúng rồi sao nó bảo sai. Bị trò chơi phũ rồi cô. Đúng rồi đấy cô, bấm đúng mà cứ bảo sai. I don't think I can walk in now. Phũ rồi cô. Nó khủng long mà dễ thương cô. Đúng thật đấy con, khủng long mà dễ thương. Nó cá màu xanh cô. Hiểu con. Cô khóa phòng chưa ạ? Cái váy rõ dài. Người ta bảo là ngắn. Cô bị trò chơi là phố rồi cô. Happy Hacker. Sao cái nhóm này không chơi vậy? Happy Hacker. À đây chơi rồi. Chắc là bị attack đấy. Con thì không có. Con không có nhóm. Mỗi mình ở ngoài đứng các, xem các bạn xem các bạn chơi. Cô, con bị phố rồi cô. Thế á? Con cũng thế. Con bị trò chơi là phố rồi cô. Người em bé, rõ bé mà. This is the best adjective for this picture. Con lười. Con lười chọn cái gì? Đi. Choose the best adjective. Cô ơi cô. Em vì nó có bé xấu. Mà sao nó bảo cô bé cô tiệt. Ôi con bị trò chơi nó phũ mấy lần rồi. Đi chung. Đau buồn. Con này hên xui lắm con ơi. Còn 35 giây nhá. Nhóm Tulip Purple thì nên viết Super Sport đi để lấy được cái chức vị thứ hai chứ. Ôi, không chơi nữa. Tay cô mỏi rồi. 3, 2, 1, hết cờ rồi. Sao cô bảo hết giờ rồi? Con cũng hay. Không em đâu. Em lúc kịt này nó đang đợi con. Chờ một tí. Thế là con được thời gian để chơi rồi. Con khủng long này fierce, cute, dangerous hay là sharp teeth, except cute. Eo ơi, nó phũ, trời trời nó phũ ra. Ơ, sao không thấy dừng vậy? Yeah, được chơi tiếp. Cô vẫn đang chơi mình. Ơ, đùa. Cô á. Còn cô cũng đang chơi này cô. Yeah. Ừ, cô cũng đang chơi mà. Ơ. Cô cũng đang chơi này của con cứ 1-1 đi cô. Là vui. Không hề phóng lên đâu mấy cô ạ. Còn cứ lao nó thì cứ 1. End now, không end được. Yeah, để chơi tiếp không? Thôi chơi tiếp đi. Cô không biết làm nào để dừng cái trò này nữa. Cô ơi, cô hôm nay có chuyện tâm lý gì không cô? Cứ chơi đi chơi lại. Cô ơi. Hả? Hôm nay có chuyện tâm linh gì không cô? Không biết con. Nhưng cô vẫn còn một trò chơi nữa. Ơ, làm nào để dừng? Cô dừng nó. Cô ơi, skip đi cô. Con có người đấy thân hỏi lắm rồi, không chịu skip cho cô. Con không biết làm thế nào ấy. Tôi ấn là cái chữ em nào vừa ấy cô. Mấy cô lóc không bị tội. Nó không nhận mày luôn. Tắt luôn đi cô, tắt luôn cái tab đấy rửa xem cô. Tắt buồn luôn đi cô. Ơ đùa. Yeah. Tắt luôn cái tab đi cô, tắt luôn cái tab đi cô. Các bạn chơi tiếp. Ôi giời.
vì là cô thì nhiều bài là... quá nên nặng máy nó bắt máy cô cũng... phải đăng nhờ cô nhiều tác quá rồi cô lát không nhiều cô ạ lát nó hơi lâu của tôi mấy cô rõ là nhiều tác con đang chơi tiếp với cô thôi chơi chơi khác đi khổ quá con làm sao để block cái chữ quit đi cô từ cái này này cái gì con đang chơi tiếp với cô thôi con đừng chơi đâu ao ok chọn đáp án nào con ao à ao đi có con đi màn hình của cô đây này what's alone there what's nha chọn nha đúng nha vâng bingo bingo cái này ở đâu ấy cô? Next thing là nó không biết. Ok, xem tiếp. Con xem phim này chưa? Con xem phim này chưa? Nữa. Cái này cảm có một người bị cảm xúc điều khiển ấy cô. What is this place? Cô thử cho cái này rồi. What's your name, honey? Coi cô tag đúng không cô? Ok. Sure. Yo. Coi cô sao con thấy mọi người vẫn còn trong đây là sao cô? So. Đây thì quá khứ nhá. Thì quá khứ. Đúng rồi. Rồi, cô thấy các con viết ở trong chat rồi. Viết vào trong chat đâu cô, viết vào trong chat đi. Cô ok. Joe saw three souls. Next one. I'm Joe. I teach middle school band. Cô sao mặc cái này hay nhỉ? Yêu mặn lá thử nhú rồi. Có mặn lá. Yo, viết vào trong chat cho cô. Has. Okay, yo. Has, had, will have a great day. Rồi, các con điền vào trong chat đúng rồi đấy. Okay. Yo. Had a great day. Đúng rồi. Quá khứ của have, đây là từ bất quy tắc nên chúng ta phải biến đổi thành had. You know what that's gonna say? Joe Gardner. Joe was happy because he got a job. Okay. Write in your chat box. Got it. Con lười nhắn lắm luôn. Đúng rồi. Get sang quá khứ, đây cũng là một từ bất quy tắc nên chúng ta phải biến đổi thành got. What? Chính nhận. Must have been sudden for you. Oh. Okay, team. Run. Okay, we have to change this word, okay, through the crowd. Run. Đây cũng là bất quy tắc đúng không? Rồi chúng ta phải nhớ run biến đổi sang quá khứ là ran. Okay. He ran through the cloud, through the crowd. Okay. Rồi, tốt tốt. Hết xong. Con hay chèn cái rít nữa gọi là ready go. Oh my god. Mắc đơ đấy cô. Nó lắc quá cô ơi. It's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't want to. Okay, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it. You're missing out on the joys of life. Okay, the man. Writing. Đều là bất quy tắc đúng không nào? Row. Đúng rồi. Cô nhớ là ngày nói writing vậy. Cô nhớ là ngày xưa cô học cái này. Cô không biết đâu. Cô kiểu mãi không biết là ride biến đổi thành road ấy. Bởi vì nhìn nó lạ lắm. Thì con thấy không? Nhìn nó lạ lạ sao tự nhiên road. Ok. Quá khứ của ride thì nó vẫn là road nhá. Mặc dù nhìn nó rất là lạ. Ok. Đúng rồi, ride, road, ridden. Next one. Like pizza. Oh, okay. He put a slice of pizza in put his put, put, put,
nguyên ạ. Phải bút thật đâu? Không, bút không ạ. Tự nguyên là không phải đâu cô ơi. Ok. Dạ. Có phải là bút sờ không? Không ạ. Bút bút. Rồi, bút đây là từ bất quy tắc. Nhưng bất quy tắc này không phải biến đổi mà giữ nguyên. Ok. He put a slice of pizza in his mouth. We can't taste either. All that stuff is in your body. No smell, no taste or touch. See? Okay, I get it. Wow. It's my life. Okay, Joe, go now. Back go. In time. Where? Through his memories. Đều có quen nhầm. Từ này là cái từ mà các con được học đầu tiên. Quá khứ đơn. Thì quá khứ. Thì quá khứ nhờ. Cách biến đổi từ này là cái từ đầu tiên được học luôn ấy. Cô nhớ là các con được học từ lớp 5 rồi chứ. Từ có 1 đấy. Rồi. Học từ lớp 4. Go. Cô em mới học đến lớp 4 em quan. Một quyển tra từ nhá. Quyển là sao? Lắc nó. Joe think he could live again. Thao. Trời ơi, đọc thao. Con có xem review phim này rồi. Đọc từ này như thế nào cho đúng nào? Thought. Joe thought he could live again. Joe đã nghĩ là anh có thể sống lại một lần nữa. Ok, rồi xem nốt nhé. Có tên phim này phim gì vậy cô? Đến cuối con sẽ thấy. Đến cuối mình sẽ biết tên phim. Đấy, tên đấy. Sao bạn cô lát nhỉ? Cô lát. Cô thấy vẫn bình thường. Chắc là chiều cái này. Cô đăng ca của cô đi cô. Rồi. Đấy, đây là phim Soul, các con đã xem bao giờ chưa? Phim hay lắm. Cô xem phim này là phim ở dạp đám con thì chưa có ai. Nó rất buồn cười. Cô xem ở dạp cô khóc luôn. Hay siêu hay luôn. Sao mà khóc cô? Phim này rất là cảm động ý. Phim này kiểu nó có nhiều ý nghĩa. Nếu như mà trẻ con mà xem thì sẽ thấy nó rất là vui, rất là hài. Nhưng mà nếu mà người lớn xem thì sẽ thấy nó rất là thấm ý. Kiểu nó rất là thực tế. Nên là người ta sẽ thấy cảm động thôi. Ok, đấy. 9:08 đấy, thấy chưa? Hôm nay cô căn giờ hơi chuẩn nhá. Đây 9:09 là chúng ta kết thúc lớp đấy. Đâu chắc cô. Đây là bài tập 8 rồi. Bài tập về nhà. Thôi nhỉ. Bài tập về nhà nhỉ? No. Tân. Thôi, rồi, rồi. Buổi sau. Buổi sau. Đó nhá. Khoảng buổi sau cô. Rồi, 9:09 thì chúng ta out nhá. Rồi, mày học thấy vui không? Hôm nay vừa quizzes, vừa block it, vừa xem Coi cô. Sao con? Coi cô nãy cái shower nó không có vui bằng ba cái trước đó cô. Đây hả? Đây từ từ nha. Xem chán đó cô. Cô bự gì? Nó là cái chạy. Coi cô, bạn Dũng lớp 4 mình đã bật mic nữa rồi. Này, cô xem cho con trò chơi gì trong cái lúc kịch này nhiều lắm. Kịch nãy cái gì đó mà đến mùa Giáng sinh là nãy chơi Giáng sinh luôn. Mới sinh đấy, nó chỉ có gần này. Hôm trước có cái God ba cái kia vui mà cái Blood Rush nhìn nó kiểu chơi nó hơi chán cô. Cái này là mình phải chơi kiểu chiến thuật, mình tấn công hay là mình sẽ phòng thủ. Kiểu bố kêu vào hơi. Ok. Rồi. Lần sau máy tính của cô. Lần máy tính cô không biết rồi. Cứ mỗi lần bật video là nó bị lag. Thế nhá, 9:09 rồi. Chúng ta sẽ phải lúc ở đây thôi. Nhật. Chứ rồi. Chủ nhật này là ngày dỗ tổ. Dỗ tổ Hùng Vương. Thôi mình vẫn học đi cô. Cô không muốn nghỉ. Không có thằng nào không nghỉ, con không nghỉ, học đi cô. Đâu ấy, này cô lớp mà có khoảng dưới 10 bạn vào thì cô. Ôi, cô ơi cô,
Không được mà cô. Cô còn bảo cái gì? Cô hôm nay giờ tâm linh lắm hơn đấy cô ạ. 9:10 rồi. Thế nha, được rồi. Để cô hỏi các thầy xem là chủ nhật chúng ta có học không nhá. Con muốn học cô. Con muốn học. Rồi, để cô đi. Chưa? Rồi, nếu không sao chúng ta sẽ học. Thứ năm. Ok, bye bye con nhé. Con chào cô. Lên trên Zalo. Chào cô. Bye bye các cô. Cô canh giờ không chuẩn nào cô ạ. Cô hỏi 9:09 phút là sẽ tan. Nhiều chuyện để nói quá. Bọn con cố tình kéo thời gian đấy cô. Câu giờ, cái đầu câu giờ. 9:11. Thôi nhá, bye bye, cô tát nhá. 9:11 thôi cô ơi. Ok, bye bye các con, hẹn tuần sau gặp lại nhá. Nghỉ tại nghỉ lễ nhá. Hay không có tâm linh gì hết cả. Cô tát đây. Bye bye. Bye con. Hôm nay cháu chuyện gì tâm linh. Nhìn.